Đây là chương trình phát thanh Tin Lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ấn Điển thực hiện hàng tuần. Trong tuần vừa qua, nước Mỹ lên cơn sốt Powerball với lô độc đắc lên đến 1.5 tỷ đô la, khiến rất nhiều người sắp hàng để mua vé số, mặc dù báo chí đưa tin rằng tỷ lệ trúng chỉ là 1/292 triệu, nhưng đã không ngăn cản được nhiều người với giấc mơ làm tỷ phú. Tuy nhiên, vào sáng thứ Năm 14 tháng Giêng vừa qua, công ty xổ số Powerball đã loan tin có 3 người ở các tiểu bang California, Tennessee và Florida đã trúng giải, làm thất vọng cho hàng triệu người khác. Thưa quý vị thính giả, trong lúc hoàn cảnh kinh tế khó khăn như thế này, mà chốc lát bỗng dưng trở nên tỷ phú, dù chỉ là 1/292 triệu mà người ta vẫn mong đợi. Trong khi đó, Đức Chúa Giêsu Ngài phán rằng, ai tin ta thì được sự sống đời đời. Và món quà vô giá này không chỉ dành cho riêng ai, nhưng nếu người nào đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, thì cuộc đời người ấy hưởng được sự bình an và thỏa lòng, bởi vì biết rằng, rồi đây khi mình qua đời, thì mình sẽ hưởng được sự sống đời đời. Kính mời quý vị đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế là món quà lớn nhất trong mọi món quà mà chúng ta có thể nhận được ngay trong đời này. Để mở đầu chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý vị đón nghe câu chuyện gia đình với đề tài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ thứ 21 của tác giả Minh Nguyên do Tiểu Anh trình bày sau đây. Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 1/2. Trong kỳ phát thanh kỳ trước, chúng tôi đã trình bày cùng quý vị khi đọc báo, nghe tin tức, xem tivi, nhìn cách ăn mặc, cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức suy đồi, tội lỗi gia tăng một cách khủng khiếp. Đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ quyết định giết chết, và nhà nước sẽ cung ứng mọi phương tiện để thực hiện điều đó. Nam nữ sống chung không cưới hỏi là điều bình thường, mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Các em gái từ 15 tuổi trở lên được tự do mua thuốc ngừa thai, không cần toa bác sĩ. Các em gái dưới 18 tuổi có thể phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái là vướng bận đời sống. Vợ chồng ly dị nhau không cần có lý do chính đáng, không ai thắc mắc hay phê phán. Những phụ nữ không muốn có gia đình nhưng muốn sinh con để nuôi là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái được vinh danh, được bảo vệ tối đa và có nhiều đặc quyền. Những người chủ trương hôn nhân là kết hợp của một nam một nữ bị chê cười, bôi nhọ, trừng phạt. Hôn nhân không còn là kết hợp giữa một nam và một nữ, nhưng sự kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình không phải chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ nhóm người nào. Người từ phái tính này có thể đổi sang phái tính khác, hoặc muốn có cả hai phái tính cũng không sao. Sinh con ra không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn khôn các em sẽ tự chọn phái tính của mình. Những người nắm quyền trong xã hội cổ võ để sự kết hợp của người đồng giới tính được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân.
Trường học dạy trẻ con chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. Những ai sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh bị gièm chê, lên án, đe dọa và bách hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng, phim ảnh, TV, sách báo, loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi, vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi, càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Chúa nơi công cộng cách tôn kính bị kiểm duyệt, cấm đoán. Nơi công cộng nào có dấu hiệu của đạo Chúa, thập tự giá, mười điều răn, câu kinh thánh đều bị loại bỏ. Kinh thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống như sau. Con hãy biết rằng, trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Timôthê thứ nhì, chương 3, câu 1 tới câu 5. Trong thư La Mã, sứ đồ Phaolô mô tả nếp sống tội lỗi của con người như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật hay loài bọ sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau, vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá. Họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Amen. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồ bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự xử phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiềm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Roma chương 1, câu 29 tới 32. Điều nguy hiểm trong xã hội ngày nay là những ai muốn sống trong sạch, đạo đức sẽ bị bách hại. Lời Chúa cảnh cáo, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Timôthê thứ nhì chương 3, câu 12. Ngày nay khi sống đạo đức, trong sạch, theo lời Chúa dạy, chúng ta không chỉ là bơi trên dòng nước ngược, như lại bị làn sóng tsunami khổng lồ chôn vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bách hại nếu sống theo lời Chúa dạy, hoặc nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có biết
và có cảm nhận điều đó không? Điều đáng buồn và đáng lo ngại là trong lúc ma quỷ hoạt động không ngừng để đánh ngã con dân Chúa, để chống nghịch Chúa, loại bỏ nguyên tắc của lời Chúa, thì nhiều người đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người vẫn xem việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa xe cộ quan trọng hơn con cái, thú vui trần gian quan trọng hơn đức tin nơi Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Con em chúng ta ngày nay rất tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để noi theo, không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Lớn lên không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Làm thế nào để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Hội Thánh, gia đình người tin Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và chính chúng ta. Để gia đình được vững mạnh, con cái lớn lên sống trong đạo đức, trước hết, chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa, sống theo lời Chúa dạy và không để tội lỗi của trần gian ảnh hưởng. Vì thế, trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành trong những tuần tới, chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, trình bày đề tài 10 giới san cho hôn nhân trong thế kỷ 21. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 1 phần 2. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 bài 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Ngắn hạn và vĩnh cửu. Trong khi đi mua sắm ở một trung tâm thương mại vào ngày thứ Bảy, một bà nội trợ người Mỹ đi ngang qua một cửa hàng bán nước hoa. Thấy cửa hàng này đang quảng cáo một loại nước hoa mới khá đắt tiền và đang mời sức thử. Bà cầm lấy chai nước hoa, sức thật nhiều vào cườm tay mình rồi tiếp tục đi mua sắm. Đến giờ nấu ăn tối cho gia đình, bà này chiên hamburger, tức là món thịt bò xay mà bà vẫn thường làm cho gia đình ăn vào dịp cuối tuần. Vừa ăn tối xong, chồng bà phải đi mua vài món hàng có cần và gọi bà đi theo. Bà chỉ kịp lấy cái áo choàng rồi lên xe ngồi bên cạnh cậu con trai 9 tuổi. Cậu này hít mấy hơi thật dài rồi nói: "Chào ơi, mẹ thơm quá sức." Bà liền giải thích: "Đây là mùi thơm một loại nước hoa người ta quảng cáo mà mẹ sức không mất tiền chi cả." Nhưng cậu con trai cãi lại: "Không, con nói là mẹ thơm mùi hamburger chứ." Thì ra lúc đó có cả hai mùi thơm, mùi nước hoa và mùi hamburger. Nhưng bà mẹ, một nội trợ trẻ tuổi thích trưng diện làm đẹp nên chú ý đến mùi nước hoa. Còn cậu con trai nhỏ tuổi ham ăn nên chỉ để ý đến mùi hamburger, chứ mùi nước hoa thì cậu không ngửi thấy. Chỉ chú ý đến cái mình thích, ngoài ra không thấy gì khác nữa. Chắc mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm tương tự. Khi ở nhà, người thích thể thao mở tivi lên chỉ chú ý đến các chương trình thể thao và bỏ qua các chương trình tin tức, chương trình khoa học. Lúc lái xe trên xa lộ, người thích xe Nhật chỉ thấy xe Honda, Nissan, Toyota. Người thích xe cỡ lớn chỉ thấy xe Chrysler,
Cadillac. Vì tâm trí tập trung vào một cái gì ta thích, ta có thể quên bẵng tất cả những gì đang xảy ra chung quanh ta. Đây là một thực sự xảy đến cho mỗi người. Chẳng cứ gì cậu bé mãi ngửi mùi hamburger mà không biết đến mùi nước hoa. Hay người thích xe thể thao chỉ xích xe thể thao mà không để ý đến bao nhiêu loại xe khác đang chạy nhan nhản trên xa lộ. Điều khiến người ta chú ý hơn cả thường là những cái đập mạnh vào giác quan chỉ có giá trị ngắn hạn, tạm thời. Thánh Kinh dạy chúng ta phải có tầm mắt thấy xa để thấy cái dài hạn, cái bền lâu. Một tầm mắt do đức tin hướng dẫn thì khách quan mà nhận thấy rằng tất cả mọi người sinh ra trên trần thế là những lữ khách, những người bộ hành đang đi về cõi đời đời. Khi đã ý thức được như vậy, chúng ta sẽ biết đâu là mục đích, đâu là phương tiện, điều gì chính yếu và điều gì chỉ là phụ thuộc. Một hành khách đang ngồi trên xe đò hay trên máy bay có thể thoải mái khi được ngồi trên cái ghế êm ái, nhưng cảm giác thích cái chỗ ngồi trên xe đò hay trên máy bay là cảm giác ngấn hàng, vì tâm trí của hành khách lúc đó lúc nào cũng hướng về nơi mình sẽ đến, về việc mình sẽ làm, người mình sẽ gặp. Thánh Kinh có cho chúng ta gương của Môi-se, vốn là địa vị là một hoàng tử Ai Cập, là một địa vị cao trọng trong hoàng gia một nước giàu mạnh thời đó. Nhưng Thánh Kinh chép rằng, bởi đức tin, khi đã khôn lớn, Môi-se từ bỏ địa vị hoàng tử Ai Cập, tình nguyện cùng chịu áp bức với dân chúa hơn là hưởng thụ cảnh giàu sang tội lỗi. Môi-se xem sự sỉ nhục vì chúa cứu thế là quý hơn châu ngọc, vì ông trông đợi nơi chúa ban thưởng. Bởi đức tin, Môi-se bỏ nước Ai Cập ra đi, không sợ nhà vua thù hận, vì ông đứng vững như thấy chúa vô hình. Bởi đức tin, Môi-se giữ lệ vượt qua và rải huyết sinh tế để thiên sứ hủy diệt, không giết hại các con trai đầu lòng của dân tộc. Chúng ta có thể cười cậu bé đã bị mùi hamburger làm cho cậu không ngửi thấy mùi nước hoa. Nhưng hiện bây giờ mùi của danh lợi, quyền quý và các thú vui của trần gian có thể làm chúng ta không đủ khách quan để thấy rằng tất cả các thứ đó chỉ là tạm thời. Sau mỗi chuyến bay, phi cơ chắc chắn phải hạ cánh, cũng như cõi đời này chắc chắn sẽ chấm dứt. Lúc đó ta sẽ đi vào cõi hư vô đời đời, hay được Đức Chúa Trời tiếp đón vào nước trời hạnh phúc đời đời, vì chúng ta chịu để thời giờ nghe tiếng Đức Chúa Trời kêu gọi, tiếp nhận phúc âm cứu rỗi và đi theo con đường thánh thiện với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang ở vào tháng giêng của năm 2016, tháng đầu tiên của năm, tháng mà người ta tin rằng các cánh cửa cơ hội đang đợi chờ. Tuần qua chúng tôi đã trình bày cho quý vị thế nào người La Mã tin rằng thần của tháng giêng là Janus, vị thần cầm các chìa khóa của các cửa cơ hội của năm mới. Tuy nhiên ấy chỉ là một niềm tin tương truyền. Trong khi đó, Đức Chúa Giê-xu Ngài phán trong Thánh Kinh Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 9 rằng: Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì họ sẽ được cứu rỗi, họ sẽ ra vào và sẽ gặp được đồng cỏ. Trong dịp năm mới 2016, chúng tôi kính gửi những lời mời này của Chúa Giê-xu và kính mời quý vị bước vào cơ hội qua Chúa Giê-xu để chúng ta có thể đạt được những điều tốt nhất mà chúng ta hằng mong đợi.
Thánh Kinh Giăng đoạn 10 từ câu 1 cho đến câu 10, Chúa Giêsu phán như sau: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giêsu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Nương theo đoạn thánh kinh trên đây, trong dịp đầu năm chúng tôi kính gửi đến quý vị một cánh cửa cơ hội mà Chúa Giêsu chính là cái cửa. Ai bởi Ngài mà vào thì chẳng những được sự cứu rỗi mà sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ và nhận được sự sống sung mãn nữa. Thế nhưng trước hết, chúng ta cần làm một quyết định và xác định các điều như sau. Thứ nhất, xác định chúng ta là ai. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu gọi những người tin Ngài là chiên của Ngài. Thật vậy, một người sau khi tin nhận Chúa Giêsu thì Ngài xem người đó như con chiên của bầy Ngài. Ngài chăm sóc, Ngài gìn giữ, Ngài hướng dẫn và nuôi nấng họ. Và khi sai các môn đệ đi vào trong cuộc sống hàng ngày để chung đụng và sinh hoạt với mọi người để làm chứng cho Ngài, thì Ngài cũng gọi họ là chiên của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16, Chúa Giêsu phán rằng: ta sai các ngươi vào thế gian chẳng khác nào chiên đi vào giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Chúa Giêsu muốn con cái của Ngài sống giữa thế giới này trong vai trò mà Ngài đã định cho họ, ấy là con chiên, cho nên sống đơn sơ và khôn ngoan là bản chất của con chiên. Khi nghe những lời này thì có người đã nêu vấn đề rằng làm thế nào để con cái Đức Chúa Trời có thể sống còn giữa một xã hội vô đạo và phức tạp này. Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện của David đánh Goliath được chép trong Samuel thứ nhất đoạn 17 từ câu 38 như sau. Vua Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mão bằng đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử, vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng: tôi không thể mang khí giới này mà đi được, vì tôi không có thói quen. David bèn cởi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lựa dưới khe 5 cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn của mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xông tới người Philistine. Người Philistine cũng xông tới, đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philistine xem David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philistine nói cùng David rằng: ta há có phải là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta? Người Philistine bắt danh các thần mình mà rủa xả David và tiếp rằng: hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David nói cùng người Philistine rằng: ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay, Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ngày nay ban thây của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay của chúng ta. Và khi người Philistine đứng dậy xông tới đón David, thì David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đang đón người Philistine. David thò tay vào cái túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philistine.
cũng đá lọt thấu trong trán. Goliath tới úp mặt xuống đất. Như vậy David thắng được người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Thưa quý vị thính giả, đây chỉ là một trong những muôn ngàn câu chuyện để xác minh rằng người nào sống theo lời dạy của Chúa thì người ấy sẽ được kết quả và đạt được sự chiến thắng. David chẳng những chiến thắng mà tránh đi gánh nặng của Saul, đó là gánh nặng của khiên giáo. Có ai trong chúng ta phải sống một cách nặng nề bởi vì gánh nặng của Saul chăng? Xin Chúa cắt điều đó ra khỏi chúng ta, để chúng ta nghe theo lời của Ngài, sống theo lời của Ngài, ấy là một cuộc sống đơn sơ đầy khôn ngoan vậy. Sở dĩ Chúa cứ muốn con cái của Ngài trên thế giới này là chiên, để chúng ta cần đến Ngài là người chăn, bởi vì đây là lẽ sống chứ không phải là một sự chọn lựa. Điều thứ hai chúng ta cần quyết định và xác định là chúng ta là chiên và Chúa là người chăn của chúng ta. Trở lại gian đoạn 10 từ câu 1, Chúa Giê-xu đã nêu hai hình ảnh của người chăn tại đây, đó là một người lạ và một người quen. Làm sao có thể phân biệt được một trong hai người chăn để chiên có thể đi theo? Có một số các dấu hiệu sau đây để chúng ta có thể phân biệt chúng ta phải theo người chăn nào. Thứ nhất, người chăn mà các con chiên cần phải theo ấy là người chăn vào bởi cửa. Cửa cũng có nghĩa là giải pháp, là một lối vào, và cửa là một nơi để phân biệt bên ngoài và bên trong của nhà. Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cũng đóng một vai trò cái cửa cho mọi người, để qua Kinh Thánh chúng ta biết rằng phải thờ phượng ai và phải kính trọng ai. Qua Kinh Thánh để chúng ta biết rằng làm thế nào để chúng ta có thể được vào trong nước thiên đàng và sống ở đời này để chúng ta được phước hạnh. Mọi người, dù người có đạo hay không, người tin Chúa hay không, đều có một ước muốn chung là muốn vào thiên đàng và sống trên đời này thì muốn được phước. Nhưng nếu không nhờ lời của Chúa, không biết ý muốn của Ngài, bởi Chúa là đấng sở hữu thiên đàng, đấng sở hữu các nguồn phước hạnh, thì không hỏi Ngài thì làm sao để chúng ta có một giải pháp đúng đắn hầu chúng ta có thể đạt được. Muốn tìm ra câu trả lời cho mình trong cõi đời đời và trong cõi đời này, thì tốt nhất hãy nhờ Thánh Kinh là cái cửa, bởi vì chính cửa đó sẽ mở toang cho chúng ta để chúng ta vào bên trong, chúng ta thấy được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho người tìm kiếm Ngài. Hãy bắt đầu cánh cửa cơ hội bằng cách tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời, bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời, nghe lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi mời quý vị bước vào bước thứ nhất như vậy. Thứ hai, dấu hiệu của một người chăn chiên hiền lành, đó là quen với chiên. Ở đây có người lạ và người quen. Người quen tức là người mà chiên biết rõ, còn người lạ thì chiên không biết. Nhân cơ hội này, chúng tôi chân thành muốn đặt câu hỏi với quý vị rằng, quý vị biết gì về Đức Chúa Trời? Quý vị biết gì về Chúa Giê-xu? Biết gì về thiên đàng? Biết gì về làm cách nào để sống cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời chăng? Hãy trở nên quen biết thay vì cứ xa lạ với Ngài, bởi vì cuối cùng rồi chúng ta phải gặp Ngài là đấng mà chúng ta phải thưa lại. Điều thứ ba, ấy là chiên thì bỏ chạy trước người lạ. Đoạn 10 câu 4 và câu 5 chép như vậy. Tại sao chiên phải bỏ chạy trước người lạ? Điều dễ hiểu, ấy là vì cớ sự sống của chính mình. Nói đến sự bỏ chạy, chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện của ông Joseph được chép trong Thánh Kinh Sáng Thế Ký đoạn 39 từ câu 7 như sau. Sau các việc này, vợ của chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại đây nằm cùng ta. Nhưng chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình người, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi sao? Thường ngày người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ mà nằm cùng người hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm việc, vả chẳng có người nào trong nhà đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng hãy lại nằm cùng ta, nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.
dấu hiệu của một tín hữu chân thật của Chúa Cứu Thế, ấy là chẳng những vâng theo lời Ngài, đi theo Ngài, nhưng luôn luôn chống đối và bỏ chạy trước những sự cám dỗ lớn nhỏ của tội lỗi. Cánh cửa cơ hội đang đợi chờ chúng ta. Hãy chạy vào cánh cửa của Chúa Giê-xu để qua đó chúng ta nhận được sự sống và sự sống dư dật từ nơi Ngài. Điều thứ tư, ấy là chiên nghe tiếng Chúa. Trong đoạn 10 câu 3, chép rằng chiên ta nghe tiếng ta. Dấu hiệu thứ tư của chiên ấy là nghe tiếng người chăn, và dấu hiệu của một người được phước của Chúa ấy là người đó nghe được tiếng gọi của Ngài trong đời sống của mình để biết rằng Chúa dùng mình vào công việc gì và Chúa muốn mình làm gì trong đời sống của mình. Ai nhận biết được điều đó thì thấy những ngày của năm 2016 này không vô nghĩa nhưng có mục đích và được phước hạnh từng ngày. Quý vị có biết rằng Chúa dùng quý vị để làm gì cho Ngài trong năm 2016 này chăng? Điều thứ năm ấy là chiên nghe được tiếng người chăn kêu tên mình. Trong sự sáng tạo, sau mỗi lần sáng tạo thì Đức Chúa Trời liền đặt tên. Chúa đặt tên sự sáng là ngày, còn sự tối là đêm. Phía trên bầu trời là trời, phía dưới là đất, vân vân. Thiên Chúa không hề tạo dựng bất cứ một vật gì, một con người nào mà không có lý do và không có mục đích riêng tư cả. Đức Chúa Trời bởi sự biết trước của Ngài đã dựng nên quý vị và tôi, mỗi người, mỗi con người riêng, một hoàn cảnh riêng, một khả năng riêng, một địa vị riêng để chúng ta cùng làm ích cho công việc của Ngài muốn chúng ta làm khi chúng ta còn sống trên đời này. Ai nhận biết được điều đó, tức là bước vào đúng cánh cửa của sự phước hạnh để chúng ta vui thỏa mỗi ngày và sống một đời sống sung mãn. Điều cuối cùng ấy là người chăn dẫn chiên ra ngoài. Có người nói rằng tin Chúa là khởi sự của một cuộc hành trình đầy lý thú. Thánh Kinh Côlôse đoạn 1 từ câu 12 chép rằng: Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Vâng, quả vậy, sự dời đổi lớn nhất sau khi một người tin Chúa có được ấy là Ngài dời chúng ta từ chỗ tối tăm của Satan qua nước sáng láng của con yêu dấu của Ngài, và qua con đó chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Cánh cửa lớn nhất để chúng ta bước vào và chúng ta vui thỏa ấy là cánh cửa của sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán rằng ta là cánh cửa, ai bởi ta mà vào thì họ sẽ được cứu rỗi. Vâng, cánh cửa phước hạnh nhất trong mọi cánh cửa mà chúng ta cần bước vào trước hết, đó là cánh cửa của sự cứu rỗi. Quý vị đã bước vào được cánh cửa này chưa? Để kết luận câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin phép đọc lại một lần nữa trong Giăng đoạn 10 câu 9 rằng: Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào, ra và gặp đồng cỏ. Chúng tôi kính chúc quý vị bước vào cánh cửa của sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu là cánh cửa. Chúng ta sẽ được tự do vì ra vào trong Ngài và chắc chắn sẽ gặp đồng cỏ để đời sống chúng ta thỏa lòng và chúng ta có một sự sống và sự sống dư dật trong Ngài để mỗi ngày là một ngày tạ ơn trong năm mới này. Amen. Cùng nhau ta vui hát mừng ngợi khen danh Chúa Giê-xu. Cùng nhau ta vui hát mừng ca ngợi tình yêu cao quý. Cùng dâng lên Cha ái từ bài ca từ đáy tim con. Giờ đây con hát chúc tụng ca ngợi Chúa thánh muôn đời. Cùng dâng tiếng ca ngợi danh thánh Ngài, cùng vang tiếng ca ngợi tình yêu Chúa. Cùng dâng tiếng ca ngợi quyền năng Ngài, Ngài là Chúa chí cao. Cùng nhau ta vui hát mừng ngợi ca danh Chúa không thôi. Nguyện dâng lên Cha tấm lòng,
dâng trọn đời con cho Chúa, để con xin dâng hiến Ngài, tràn giao tình Chúa Giêsu, tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh muôn đời. Quý thính giả đang đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh của các tuần trước trên YouTube. Quý vị đánh chữ phát thanh Tin Lành. Hoặc quý vị và gia đình đang cư ngụ tại thành phố Toronto và phụ cận, kính mời quý vị đến với Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, tọa lạc tại số 311 Wilson Heights Boulevard, North York, vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30 để cùng thờ phượng Thiên Chúa, đón nghe các sứ điệp phúc âm có liên quan đến cuộc sống và thông công với chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 416-827-6251. Một lần nữa, cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị nhân dịp năm mới 2016 được bình an và thới thịnh trong sự ban cho của Ngài. Kính chào tạm biệt. Ngài là Chúa chí cao, ta vui hát mừng tất cả dành Chúa không thôi, nguyện dâng lên Cha tấm lòng, dâng trọn đời con cho Chúa, để con xin dâng hiến Ngài, truyền giao tình Chúa Giêsu, tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi Chúa thánh muôn đời, tạ ơn yêu thương của Ngài, ca ngợi.